chủ lại ngợp rồi anh chị ơi, đang cần tiền không có xoay sở tài chính nổi nữa ha. Thì cái bất động sản này gia chủ mình đang bán là ngang 7 sau 40 có 80 thổ cư ha, một bất động sản đất thổ cư đó. Cô chú chị nào mà đang có tài chính dưới 1 tỷ muốn đầu tư bất động sản này thì liên hệ ngay em Điền nha. Thì bất động sản này đang bán là 850 triệu, lúc trước em Điền có quay là 890 triệu rồi. Đó, bất động sản đó thì cách cái lộ 329 này vô khoảng 150 mét thôi ha. Rất là rẻ luôn, thực sự là xã Xuyên Mộc. Xã Xuyên Mộc thì không còn lâu nào giá như vậy nữa anh chị ha. Rồi, bây giờ em Điền đang có ở đây, có mặt ở đây là ở ngay trên tỉnh lộ 329 đó. Cái hướng mà em Điền quay trước mặt đi khoảng đâu đó là 7-8 cây là mình sẽ ra được trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện ha. Còn mình di chuyển ra khoảng đâu đó 1-2 cây thôi ha, khoảng 2 cây thôi là mình gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc cũng như là trung tâm xã Xuyên Mộc ha. Ủy ban nói chung là đầy đủ tiện ích tiện nghi ở đó ha. Đó. Em Điền ở đây ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn hướng ngược lại á thì mình đi vào Hòa Hội, Hòa Hiệp và thông ra được Bình Châu ha, đi được Bình Thuận luôn. Đó, đi di chuyển hướng này nha. Đó. Ở trước mặt tiền 329 thì đây kinh doanh mua bán ha. Đó, ăn uống rồi làm đẹp làm đồ đó. Thì bất động sản em Điền muốn giới thiệu tới đây thì đi vô đường này ha, đường nhựa thì cách cái tỉnh lộ 329 thì khoảng đâu đó là 150 mét thôi chị ha. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ngợp luôn chị. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô anh chị theo chân em Điền. Đây, hiện tại em Điền có mặt tại vị trí bất động sản của mình ha. Hồi nãy em đi hướng ngoài này vô. Đó thì thực sự ra là lúc trước em Điền quay bán là lô đất này là 890 triệu, bây giờ chủ mình ngợp nữa ha. Nói chung là 890 triệu là đã ngợp rồi nhưng mà muốn giảm giá xuống để mà bán nhanh để mà xử lý được cái tài chính đó chị ha. Đó. Hướng ngược lại thì hướng này thì mình đi thông ra lại, nói chung là vào khu dân cư và thông ra lại được tỉnh lộ 329 nha, đường thông nha. Bất động sản mình thì cái đường nhựa này trục chính của 329 đi vô này, mình đi đường nhựa này đi vào thì khoảng đâu đó là vài chục mét thôi là tới bất động sản mình rồi. Cái đường này thì đường đá thôi anh chị ha, đường hiện hữu khoảng đâu là 3-4 mét, đường ô tô anh chị nha, 7 chỗ đi thoải mái luôn. Đó. Và đặc biệt nữa bất động sản mình cũng có được cái chiều sâu 7 sâu 40 là anh chị ha. Đó. Có 80 thổ cư tha hồ mình xây dựng ha. Đó. Đó. Cô chú chị nào mà có dưới 1 tỷ muốn đầu tư hoặc là mua để an cư lạc nghiệp thì bất động sản này rất thích hợp anh chị. Đây cột mốc đây ha, qua bên này là 7 mét sâu vào trong ha, tới giáp với lại cái tường nhà người ta đó, tường gạch đó. Đó là 40 mét. Bất động sản mình thì đang là đất trống thôi ha, không có gì trên đất hết, tương đối là bằng phẳng so với đường. Đó, cao ráo, khu dân cư đông. Những bất động sản dưới 1 tỷ thì dường như là còn lô này thôi anh chị, ở dưới huyện Xuyên Mộc mình. Đây là vị trí thì nó sẽ gần trung tâm huyện hơn ha. Đó mà giá bán thì cũng rẻ, nói chung là ngợp anh chị, 850 triệu. Đó, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn vị trí này mà đi biển gần nhất là biển Hồ Tràm, khoảng đâu đó là 15 cây ha, 15 cây số. Để mình đi xuống đó ha. Đó. Bất sản dưới 1 tỷ rất là rẻ rồi. Đó. Dân cư đông. Bất sản mình đang có hướng là hướng đông ha, hướng đông bắc anh chị ha. Đó. Ở đối diện thì có 2 nhà này. Ở 2 nhà rất là đẹp, nhà vườn ha, người ta làm nhà vườn đó, cũng rất là mới, dân cư đông. Rồi có chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ em Điền nha, 07 886 68834. Rồi em Điền cũng xin được kết thúc video tại đây. Cô chú chị nào mà quan tâm thì gọi em nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em. Xin chào.